Con chỉ có chị Rex nè, nghĩa là quay nè, có hiện máy chị quay phim lên nè, à, mình là đang quay, được chưa? Rồi trả vô luôn. Rồi khi nào mà coi như là thôi quay thì bấm lại ngay cái nút đó thì là nó sẽ thôi quay. Cái đó lắc bỏ ra thôi. Mở plastic đi lên chứ để chi nữa hả? Ủa hôm nay là birthday Thúy Vân hả? Vân ơi! Hai cái này luôn mà kia. Vân! Đây chỉ có cái gì nhỏ chứ gì nhỏ. Hết rồi. Kéo qua hai bên. Có gì nè. Kéo qua cái bãi nè. Rồi được rồi. Mở ni lông đi còn để chi nữa. Đó, cái dĩa của cái dĩa mình để một cái nữa này thôi, mình để cái đồ gấp thôi. Để làm gì sao lấy dĩa được? Một cái đồ gấp được rồi, để dĩa vô đây nè, để lo lấy đồ nữa. Có dĩa. À, dĩa đó. Một dĩa mà hai cái đồ gấp được rồi. Đó, thì mình để dĩa hai đồ gấp mà. Cái này thì cho vô đây luôn. Dĩa này qua này đi. Thì cho này qua đây. Cái này không có chuẩn qua được. Không, gọi cho đĩa bỏ đĩa vô mà. Bỏ đĩa vô nó làm đồ gấp. Bỏ đĩa vô này đồ gấp. Đây. Trời, có cả món cháo nữa hả? This one is the beef, yeah? Yeah, it's on beef. Beef and white sauce. Yeah. You want crust with lamb rack. Yeah. Pork ricotta. Seafood, risotto, vegetable, and parsley potato. Very nice. Looks very appetizing. You've done all done very well. Thank you. Thank you, chef. Cái thịt cuồng, cái thịt bò. Đây nhiều quá. Tức là làm tập thể nhưng mà thích thì đầu tiên là chia ra mỗi người một món, bao giờ thì làm xong ấy thì sang lúc người khác. Đầu tiên là chia ra mỗi người một món. Ơi dẹp mày vừa không? Mày vừa. Ủa mà hả? Xíu mà ngon chứ. Sao mày cứ quậy á? Anh ơi cái quậy cái đó tỉ vô. Cái này không có lấy cái lê đô làm sao anh ta múc? Lê đô thì sao? Lê đô. Wow. Cái này lê đô em không chung mình âm đặt cái này hả? Không chưa hay là dở dẹp luôn. Bật lên để chụp hình cho thấy phải không? À. Làm mấy lần rồi. Không chưa? Cho mời nó bỏ vô rồi. Cái đó của anh là máy quay vậy hả? Là mà xong rồi. Ok lại luôn. Mà mở lên là. Nhìn quay em cái nha. Em đẹp ghê xưa luôn. Ngồi dưới tôi như vậy. Đừng quay em nhiều, quay nhiều cháy cái hình quá. Quay em nhiều là cái máy em nó sống thọ hơn. Trời ơi. Cái đây.
Cái này hiện đại hả? Cái này là phải có đèn pin luôn sao? Có luôn á, tất cả. Muốn chụp hình thì chụp, muốn quay phim thì quay. Cái này của anh gửi về hay là ở đây ta bán? Anh mua từ bên bển đem về. Thì em nghĩ chắc vậy. Trời, anh quay. Anh quay gì? Anh quay gì? Rồi anh bọt nè. Rồi mấy người ấy, tụi mấy người không có gì mà bọn xuống đây. Tiêu mà. Vâng, nãy người em quay kia đứng sinh nhật rồi tự nhiên. Tâm chưa hơn? Cho em với bạn gái em chụp tấm coi. Chụp nha. 1, 2